Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thế lực nào đang đâm sau lưng Tô Lâm. Ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những cuộc đấu đá không phân biệt giữa các phe nhóm. Nếu mâu thuẫn mà đến hồi không hòa giải được thì có thể họ sẽ ra tay triệt hạ cả sinh mạng của nhau, chứ không phải là chuyện vừa. Tuy nhiên, những cú triệt hạ như thế chỉ dành cho những thế lực hàng đầu, bởi đơn giản khi ở quyền lực cao thì ngành tư pháp hoặc chỉ ít những thế lực khác trong đảng không thể sờ vào gáy họ được. Thực tế, để đánh nhau thì người ta hay dùng truyền thông đánh là chính. Có khi người ta dùng truyền thông chính thức và có khi người ta dùng truyền thông mạng xã hội. Được biết, trước khi muốn triệt hạ ông Trịnh Xuân Thanh thì vào tháng 9 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho báo chí đồng loạt đăng về sai phạm xe Lexus 570 mang biển số xanh mà ông Thanh đang sử dụng khi ông ta đang còn là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Trịnh Xuân Thanh đã ngửi thấy bài đánh truyền thông nhắm vào ông ta nên ông ta đã xin nghỉ phép đi chữa bệnh. Và với chiêu bài đó, ông đã chuẩn luôn và vụ án đến hôm nay đã gây rắc rối cho ngoại giao Việt Nam. Đây là hình ảnh chiếc xe Lexus LX570 của ông Trịnh Xuân Thanh đã bị Nguyễn Phú Trọng cho khui ra trên truyền thông. Hay việc đánh Nguyễn Xuân Anh, bí thư Đà Nẵng cũng như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho truyền thông khui nguồn gốc chiếc xe Toyota Avalon mang biển số xanh 43A299 mà bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đang dùng. Không biết gì báo chí có dữ liệu của chiếc Land Rover của doanh nhân đã tặng cho Đà Nẵng trùng khớp với biển số xe này. Thành ủy Đà Nẵng cho đó là chuyện bình thường vì xe sau khi mang biển số trắng khác với xe Avalon mà ông Nguyễn Xuân Anh đang dùng và xe ông Nguyễn Xuân Anh mang biển số xanh. Tuy nhiên, dù có thanh minh thế nào thì ông Nguyễn Xuân Anh cuối cùng cũng bị kỷ luật bãi chức. Điều đang nói là ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm vào con trai cựu ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi để hạ bệ ông thái tử đảng này, lấy ghế giao cho người khác, chứ còn chuyện biển số xanh của chiếc xe chỉ là cái cớ mà thôi. Từ tháng 8 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng cũng khai mào cho câu chuyện ông Nguyễn Thanh Nghị đã dùng chiếc xe sang Land Rover mang biển số xanh sai quy định. Tuy nhiên, việc dùng cách này không hạ được Nguyễn Thanh Nghị vì vấp phải thế lực Nguyễn Tấn Dũng nên ý đồ ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại. Tung tin tức mang tính quyết định lên truyền thông để đạt được mục đích là cách ưa chuộng làm trong Đảng Cộng sản Việt Nam để tìm cách triệt hạ nhau một cách nhanh nhất. Có thể nói hầu như quan chức nào của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có ít nhiều dính dáng đến sai phạm. Vấn đề là có khui ra hay không mà thôi. Được biết, lương quan chức hầu hết không quá 800 USD mỗi tháng. Nếu quy đổi, nhưng quan chức nào cũng có nhà cao, cửa rộng, có xe ô tô bạc tỷ cho con đi du học tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc với chi phí rất đắt đỏ. Chính điều đó, chỉ cần khui lại những việc làm của bất kỳ quan chức nào, thì quan chức đó cũng sẽ khó thoát khỏi tội tham ô. Tuy nhiên, khui hay không mới là vấn đề. Đây là hình ảnh trang Chân Dung Quyền Lực đưa tin về Nguyễn Bá Thanh vào năm 2015. Tham ô là công việc làm giàu cho quan chức. Tuy nhiên, nó cũng là nguồn tài liệu lưu trữ để các phe đá đấu đá lẫn nhau nếu cần thiết. Việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng được cho rằng đó chỉ là chiêu bài để ông loại bỏ những người mà ông không vừa mắt hoặc ông ghét. Chính vì vậy, ông mới cho dựng lên cái lò để trụm những kẻ tham nhũng mà ông Trọng ví von là củi khô. Và cho đến hôm nay thì ông đã đốt được khá nhiều. Thông thường, ông Trọng thường chọn truyền thông chính thống của đảng để mở màn các bài đánh đối tượng. Ông chọn truyền thông nhà nước, nhưng ông Dũng thì lại khác. Người ta cho rằng trang Chân Dung Quyền Lực trước đây được lập lên để phanh phui chuyện thâm cung bí sử của đối thủ ông Nguyễn Tấn Dũng. Chính trang này thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh tại Mỹ, trong khi đó các trang báo chính thống không có chút thông tin gì cả. Người ta chưa tìm được ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng với những bằng chứng cụ thể, cho nên đến lúc này ông ta vẫn có danh là trong sạch. Nên dùng truyền thông chính thống, còn ông Nguyễn Tấn Dũng không có danh đó nên dùng truyền thông phi chính thống để khui ra chuyện thâm cung bí sử. Nói tóm lại, chuyện đấu đá cung đình nó dính đến truyền thông rất nhiều, dù cho đó là truyền thông chính thống hay truyền thông trên mạng xã hội. Mà người dân Việt Nam thì ngày càng nhiều sử dụng mạng xã hội với vài chục triệu tài khoản hàng ngày, hàng giờ, hàng phút xem tin.
Thông tin về khen thưởng 12 an ninh trong chuyên án VT-17 được đưa lên một cách bất thường. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2020, ông Lê Thanh Hải, một thượng tá sĩ quan tùy viên của Bộ Công an Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức, người có tham gia vào chuyên án VT-17 bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đã bất ngờ khoe thành tích lên trang Facebook của mình. Tuy nhiên, đây là sự chia rẽ trong giới hạn bạn bè. Ông không hề để chế độ public, nghĩa là mục đích của ông không muốn tung thông tin này lên mạng. Một thượng tá an ninh, ắt ông Hải phải biết thông tin này là rất nhạy cảm. Ngay cả một người bình thường cũng biết nó là nhạy cảm khi mà giữa Việt Nam và Đức cũng đã xảy ra khủng hoảng ngoại giao trong nhiều năm liền. Ắt hẳn với con người như ông thượng tá Lê Thanh Hải, ông phải có những bạn bè trong cơ quan nhà nước và thậm chí làm rất cao và cũng không thiếu người làm trong công tác tình báo chuyên phục vụ nhóm lợi ích chính trị. Không biết đây là sơ hở hay cố tình mà ông Hải lại đăng tin này lên cho thiên hạ cùng biết. Đó là câu hỏi cần phải phân tích tiếp. Danh tính người tiết lộ chi tiết này chính là ông Lê Thanh Hải, cựu cán bộ an ninh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, đã khoe hình chụp chi tiết văn bằng huân chương chiến công hạng 3 của mình trên trang nhà Nick Hải Lê, đã viết vào hôm 8 tháng 7 năm 2020 nội dung như sau. Mặc dù đã về hưu nhưng vẫn được Bộ Công an trao tặng huân chương chiến công hạng 3 do Chủ tịch nước ký. Đây là hình ảnh status của Nick Hải Lê đăng vào ngày 8 tháng 7 năm 2020 và bị chụp lại chỉ sau đó có một ngày. Tùy các bức ảnh đã bị nhanh chóng xóa đi nhưng không kịp. Có kẻ đã chụp màn hình và lưu nó lại đợi đến khi cần thiết rồi tung ra. Được biết thời điểm mà ông thượng tá Lê Thanh Hải khoe thành tích ấy là lúc ông đã về hưu, tức là ông không còn gì để mất nên không sợ bị gì nữa. Với hoàn cảnh của ông Hải như vậy, không loại trừ khả năng ông Hải như là một dạng chim mồi, giả vờ đăng lên rồi rút xuống để có người chụp màn hình lưu lại làm tài liệu sử dụng khi cần. Thông tin đã được lọt vào tay đài truyền hình nhà nước ETV của Slovakia bằng cách nào? Việc ông Tô Lâm đã lợi dụng mối quan hệ ngoại giao tốt giữa Việt Nam và Slovakia để hỗ trợ công tác bắt cóc đã làm cho sự nghiệp chính trị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák, người mà hỗ trợ Tô Lâm thuê máy bay đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đức, bị nghi ngờ và rất khó rửa. Vào năm 2018, cộng thêm vụ bê bối để cho một nhà báo 27 tuổi chết, ông đã phải từ chức. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák từ chức vào năm 2018 sau khi dính hàng loạt yếu kém, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh. Hiện nay, thông tin về việc Bộ Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam khen thưởng 12 cán bộ công an tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh chỉ cần giao cho Slovakia hoặc giao cho Đức thì lập tức khủng hoảng ngoại giao sẽ bùng phát. Và khi chuyện này nổi lên nữa thì dư luận chắc chắn sẽ nhắm vào Tô Lâm chứ không ai khác. Vì vậy, việc giao những thông tin trên của Lê Hải vào đài truyền hình nhà nước Slovakia ETV đăng tin là một bài đánh truyền thông quen thuộc của Đảng Cộng sản. Lần này nhắm vào Tô Lâm chứ không ai khác. Được biết thông tin quan trọng này được đài truyền hình nhà nước Slovakia tung lên vào ngày 23 tháng 2. Vậy thì đài này nhận tin này chắc chắn trước đó không lâu. Rất có thể là sau ngày 20 tháng 2. Điều đáng nói là thông tin này được đưa ra khi mà tin Tô Lâm trúng cử vào Ủy viên Bộ Chính trị một nhiệm kỳ nữa, tức là khả năng 99% Tô Lâm sẽ giữ được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Mà chiếc ghế này thì quá ngon, bị nhiều người nhòm ngó. Không thể đánh bật được Tô Lâm khỏi Bộ Chính trị được, thì bây giờ có thể đánh bật Tô Lâm ra khỏi vị trí của Bộ trưởng, vì đến tháng 6 Phạm Minh Chính mới trình danh sách nội các cho Quốc hội khóa mới phê chuẩn. Nhưng quan trọng hơn là trong khoảng tháng 4 hoặc tháng 5, Bộ Chính trị họp Hội nghị Trung ương 2 để lên danh sách các bộ trưởng. Kỳ họp sắp tới của Bộ Chính trị là mục đích mà kẻ tung tin muốn nhắm đến. Được biết nhờ công lao bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mà ông Nguyễn Phú Trọng cần Tô Lâm cho những vụ án khác. Và phần thưởng đó là ông Tô Lâm được ngồi lại Bộ Chính trị. Ông Tô Lâm thì chắc chắn không có tên trong tứ trụ, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục là Bộ trưởng Bộ Công an, là ở trong tầm tay của mình. Một bộ được cho là lá chắn của Đảng và là bộ nhận ngân sách từ Trung ương lớn thứ nhì chỉ sau Bộ Quốc phòng. Nên ngồi vào chiếc ghế này là một đặc ân rất lớn, mặc dù trước đó ông cũng đã dính sai phạm, ký văn bản trong vụ AVG làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước. Định hình thế lực đâm sau lưng của Tô Lâm là ai? Có nguồn tin cho rằng Phan Đình Trạc đang nhắm tới chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Trạc đang làm trưởng ban nội chính Trung ương, và theo thông tin rõ rỉ thì sắp tới ông Nguyễn Hòa Bình
sẽ được bổ sung vào chức trưởng ban nội chính. Vậy Phan Đình Trạc phải chuyển đi nơi khác là điều khó tránh khỏi. Vậy ông Trạc sẽ được chuyển đi đâu? Câu hỏi cũng được đặt ra. Có hai vị trí mà ông Trạc có khả năng vào. Đó là Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm và chức trưởng ban tổ chức trung ương của Phạm Minh Chính để lại. Nếu là chức Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông Phan Đình Trạc yếu thế hơn. Tuy nhiên ghế này có quyền lực hơn và được ngân sách rót nhiều tiền hơn. Tuy nhiên ông Tô Lâm hiện nắm hai thế mạnh. Thứ nhất, ông là đương kim bộ trưởng, khả năng được ưu tiên giữ chức vụ rất cao. Và tiếp theo, ông đang là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng. Rất khó có thể bứng Tô Lâm đi. Như vậy, cú ra đòn đâm sau lưng này là do Phan Đình Trạc. Cũng là một nghi ngờ nhưng chưa phải là cao. Vậy khả năng sẽ là ai tung ra đòn này? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa và Phan Đình Trạc. Thu thập thông tin trên truyền thông để cho vào kho dữ liệu, phòng khi cần là tung. Đấy chính là trò ném đá dấu tay quen thuộc của ban tuyên giáo. Nhiều năm trước đây, quân đội ít có người leo vào tứ trụ như công an. Nay ông Thượng tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa nắm chức trưởng ban tuyên giáo thì có khả năng quân đội sẽ có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Rất có thể đây là cái nắn gân của phía quân đội nhằm gửi thông điệp đến nhánh công an là phía quân đội đã có đủ trò chơi. Bên công an muốn vất mặt cũng nên nẻ mũi. Và đây là khả năng cao nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2021 với bản tin Thế lực nào đang đâm sau lưng Tô Lâm? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.